non, rất là ngọt ngào, rất là tình cảm và làm cho những khán giả đang có mặt tại đây cảm thấy rất là xúc động. Cảm ơn con. Thưa quý vị khán giả, bé Thu An của chúng ta có mã số 01. Và nếu yêu thích giọng hát cũng như tiết mục của bé Thu An thì quý vị khán giả nhớ bình chọn cho Thu An và gửi về tổng đài của chúng ta 8569. Tổng đài đã chính thức được mở từ lúc này và sẽ được đóng lại vào lúc 10 giờ sáng thứ năm tuần tiếp theo. Cái bài này hơi khó đối với con vì nó nhảy quãng, nó đang trên cao, đang nhảy xuống cho nên con hơi bị lạc giọng chỗ đó. Cái nói là không phải tại con nha, con hát rất hay nha. Nhưng mà bên cạnh có một hai chỗ, một hai nốt nhỏ thôi, nó bị lạc một chút xíu thôi, thì cô nhìn thấy con có một chất giọng rất đẹp. Cô Thanh Lam chỉ có thấy rằng là có một điểm là khi con hát con chưa tập trung cái tình cảm của mình vào nhiều. Không ai yêu mẹ bằng con, thì con vẫn là chỉ như này thôi. Không ai yêu mẹ bằng con. Phương nghĩ là ví dụ như là chị Lam lớn rồi, chị Lam có thể nói được cái tình cảm sâu sắc từ trong lòng, nhưng với bé xíu à thì có thể là tình cảm đó là một cái gì nó vui sướng, tại vì cặp mắt của con nó rất là vui. Cô Lam bị già từ nhỏ rồi. Không ai yêu mẹ bằng con, nhưng câu này về cũng phải thông qua bố một tí nhá, bởi vì rất có thể bây giờ bố cũng đang nói là không ai yêu vợ bằng anh đấy, ví dụ thế.